nằm trên con đường cực chiêu của quận Tân Phú. Phố lên đèn, xe đại chấm VN cũng lên đèn. Mời các bạn đến với show Run 93 M3 Tân Thắng xem thử có gì nhá. Vào đây, vào đây. Mình tới showroom M3 Tân Thắng vào một buổi xế chiều hơi mưa mưa. Nhưng mà tới thấy cửa hàng nhộn nhịp khách thế này, tự nhiên thấy cũng vui. Các bạn nhân viên đang tư vấn cho nguyên một gia đình chọn xe. Chiếc mà mọi người đang thấy là chiếc Ioniq Latte 26, có phần ba ga ở phía sau, có thể lắp thêm ghế để chở em bé đi chơi. Ngoài mẫu Latte thì xe đa.vn dù có là showroom nào, dù lúc nào cũng đa dạng mẫu mã, mọi loại xe cho các bạn lựa chọn luôn ạ. Đến với xe đa.vn các bạn sẽ gặp được một bạn nhân viên vô cùng khó chịu, câu khó, khó tính luôn. Ra đây. Mình đùa thôi, vô cùng dễ thương, xinh xắn, đáng yêu. Yeah. Ngọc đang phổ biến cách thanh toán cũng như là các chính sách bảo hành của công ty. Đáng yêu đúng không ạ? Anh Tâm thì đang giúp khách lựa mũ cũng như là tìm các phụ kiện thêm. Mà nói về phụ kiện thì... Và đây mời các bạn tới với khu kỹ thuật đây. Khu kỹ thuật ở M3 Tân Thắng thì nó hơi nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà đây là nơi để hoàn thiện chiếc xe đẹp của các bạn đấy. Ở đây thì có quá trời phụ kiện cho các bạn luôn. Chỉ cần các bạn thích món nào thì mang từ đây sang đây, để có anh nhân viên kỹ thuật may mắn giúp các bạn lắp vào hoàn thiện chiếc xe của mình nhá. Và khi mà các bạn mua xe tại xe đẹp.vn thì các bạn sẽ có 1 năm bảo hành bảo dưỡng miễn phí với hệ thống trên toàn quốc luôn các bạn nhá. Có bất kỳ vấn đề gì thì cứ mang ra xe đẹp.vn gần nhất. Trước khi giao xe, mọi người phải ngồi lên thử để các anh em kỹ thuật chỉnh yên, chỉnh cổ cho vừa form của mình nhất nhá. Cũng như là nắm về cách sử dụng bộ chuyển động. Anh Vinh ảnh dợt trước một vòng này, các bạn có thấy là anh phong độ không ạ? Anh khách này vui tính lắm các bạn nhá. Ok, cùng mình giao lưu với những khách hàng của xe đạp.vn tại M3 Tân Thắng nha. Mình tên Tâm. Tôi tên là Đặng Hoàng Lan. Năm nay cô 66 tuổi rồi. Anh tên là anh Vinh. Dạ. Chị Tâm, chị mua chiếc Escape này bao lâu rồi? Mình mới mua là cỡ thứ 7 tuần trước. À, mình mua ở chi nhánh... Ở chi nhánh này luôn. À, ok ạ. Chiếc này là Momentum Ioniq Latte. Momentum Ioniq Latte. Họ nhớ mẫu mang tên rồi ha. Dạ. Ở đây là em thấy anh là chốt mẫu Giant Lincoln 2 à. Cũng như là anh Vinh có lên đầy đủ hết phụ kiện luôn đúng không ạ? À đúng rồi. À đúng vâng rồi. Ạ. Công dụng cái cho mình xài cho nó vừa với công dụng của mình đó. Vâng ạ. Thể thao rồi sức khỏe thôi. Chị biết cửa hàng xe là VN qua đâu ạ? Thì mình ở gần đây, mình đi ngang ra mình thấy cửa hàng. Thì mình có người quen là biết cái thương hiệu này rồi. À vâng ạ. Nó là đến đây mua. Anh qua bên cái rồi Google đó, anh tìm thì anh thấy cái sản phẩm của xe đạp VN thì anh thấy nó rất là mẫu mã rất là nhiều. Đó thì anh Vinh là anh chọn cái cửa hàng và đến để xem mẫu mã, thì anh nói chung ra là anh thấy mẫu mã đây rất đẹp và anh ưng ý chiếc xe này. Dạ. Và anh chọn chiếc xe này là cái bạn đồng hành của anh. Dạ. Hai đứa con của cô nó dẫn lại tại vì nó dưới lịch giá, cô dưới lịch giá lên á. À cô dưới lịch giá lên đây luôn. Lên đây đi, tại vì con thì ở trên này mà cô thì làm ở dưới. Tụi nó muốn mua xe đạp thì nó dẫn lại đây. Vâng. Hai đứa nhỏ dẫn. Tại hình như con có trải nghiệm ở đây rồi, con có, hai đứa nhỏ nó có lại đây rồi nó tham khảo rồi. Vâng ạ. Chị thấy là các bạn nhân viên tư vấn ở đây cũng như là dịch vụ ở đây này thì có gì lấn cấn không ạ? Có gì mà chị chưa hài lòng không? Mình thấy các bạn nhân viên rất là nhiệt tình. Dạ. Ngay cả cái lúc mà mình mua thì là mình cũng chưa có mua liền, mình đến nó một ngày trước thì bạn nhân viên bạn đó cũng tư vấn rất là nhiệt tình đủ thứ khác. Mình rất là hài lòng và sau đó 2 ngày mình quay lại mình mua cũng được giảm giá nữa cho nên là mình cũng quyết định mua. Có gì anh thấy hài lòng dữ là nha. Thấy tốt, vừa mình muốn yêu cầu gì cái đáp ứng liền rồi hay là cho thử nghiệm liền rồi thích. Thì anh ở đây anh rất là hài lòng với các bạn nhân viên, nói chung là vui vẻ, nhiệt tình, có nghe ủng hộ cái khách hàng đến chọn cái sản phẩm, cảm thấy là mình an tâm hơn và tin tưởng cái xe đạp VN hơn. Dạ. Thì em thấy anh với gia đình cũng đi ô tô tới đây. Thì không biết sao là mình lựa chọn xe đạp là một cái phương tiện mới cho mình nữa ha. Đó là cái sản phẩm mà anh yêu thích là bởi vì thể thao, rèn luyện sức khỏe cho mình đó, trong những ngày làm việc mệt mỏi gì đó. Vâng. Mình tạo cho mình có sức khỏe là tốt em. Dạ. Đó là anh chọn cho anh một cái sản phẩm này cho gia đình. Ôi trời, cô già rồi, tôi thích. Tại hồi xưa giờ là cô hay tập thể dục lắm, từ khi về hưu là 10 năm á.
À. Cứ đi tập mấy cái phòng gym á, tập thể dục hàng ngày luôn á, mỗi ngày 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Dạ. Nhưng mà sau này cô thấy là tập xe đạp nó ra ngoài trời nó thoáng mát, đúng rồi, nó khỏe hơn, cái chân mình nó mạnh hơn á. Dạ. Cho nên là bắt đầu là tập xe đạp 1 năm rồi. Mình cũng muốn chuyển cái số lượng di chuyển ở ngoài đường của mình sang xe đạp. À. Chứ giảm bớt xe máy đi. À. Cho nó phần sức khỏe hay là cũng là thú vị nữa. Dạ, vâng ạ, thì bình thường là chị đạp bao nhiêu, chị có được hình dung là chị đạp bao nhiêu cây số một tuần không, hay bao nhiêu buổi một tuần không? Nếu mà có nhiều thời gian thì có thể mình đạp cỡ 20 cây. À, 20 cây trên một tuần à? Một lần có thể là 20 cây, nhưng mà nếu mà đạp một lần 20 cây thì một tuần thì chắc cũng được 2-3 lần thế thôi, nhưng mà mỗi lần đạp là ít nhất là cũng 6 cây máy. Vậy là quá xuyên rồi chị ạ. Mỗi ngày là đạp 14 cây số. 14 cây luôn cô? À, 14 cây số là khoảng 1 tiếng rưỡi. À, vâng ạ. Nói chung ra thì cái anh làm công việc tự do thì vâng, nó sẽ có những cái thời gian trống ra anh. Nhưng anh không biết là từng bao nhiêu ngày, có khi là 1 ngày, có khi là 3 ngày, 5 ngày, hầu như cả tuần. Dạ. Thì một thời gian anh chọn thì có khoảng là tùy theo cái sức khỏe của mình, giả dụ km lịch trình mình đi giả dụ 5, 10 cây, 20 cây, 30 cây, thậm chí là cả 1 tiếng, 2 tiếng. Vâng. Thì khi mà anh mua xe đạp ở cửa hàng bên em á, thì nếu mà chắc là các bạn nhân viên đã nói với anh rồi, đó là nếu mà xe có vấn đề gì á thì mình sẽ được bảo dưỡng, bảo trì trong vòng 1 năm trên toàn hệ thống luôn anh nhé. À đúng rồi. Có okay, bất kỳ gì thì anh cứ dắt ra cửa hàng em. Ok. Và cuối cùng thì thay mặt cửa hàng thì em cảm ơn gia đình anh đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm dịch vụ. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và đạt xe thật là vui ạ. Dạ ok rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi dạ, những em cảm ơn em nha. Dạ dạ, okay, cảm ơn anh ạ. Dạ. Thay mặt xe.vn xin cảm ơn sự ủng hộ của chị và chúc chị sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là đạp xe thật là vui vẻ ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Cô là đạp xe có thật nhiều sức khỏe cũng như là đạp xe thật là vui ạ. Rồi, để dạ, đạp cái lâu lâu ghé lại cô thăm cho mấy đứa phỏng vấn lại ha. Dạ, coi dạ, có xuống ký hay không, dạ, sức khỏe tốt hay không ha. Dạ, cảm ơn cô và gia đình đã tin tưởng và ủng hộ xe đạp .vn ạ. Dạ, một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều ạ. Thấy mọi người quan tâm đến sức khỏe, đạp xe khỏe thì xe đạp .vn tụi mình rất là vui luôn á. Và cuối cùng, kết cái video này, mình chỉ muốn nói anh chị em cô chú ở quận Tân Phú muốn kiếm xe đạp thì tới xe đạp.vn 93C bờ bao Tân Thắng, quận Tân Phú. Yeah.